là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng cho luồng dân di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống lập nghiệp. Từ năm 2005 đến nay, đã có trên 1.300 hộ dân với trên 7.000 nhân khẩu từ các tỉnh phía Bắc di cư vào sinh sống tại địa phương. Trong đó, đa phần là đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng. Dân di cư tự do sống thành từng nhóm rải rác trong rừng sâu, tập trung nhiều nhất tại các tiểu khu 178, 179, 180, xã Liên Sơ Rôn, Romen, Phi Liên và Đạ Cơ Nàng. Những năm qua, huyện Nam Rông được Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt 4 điểm định canh định cư cho trên 450 hộ dân với 2.400 nhân khẩu dân di cư tự do tại các xã Romen, Phi Liên và xã Liên Sơ Rôn. Đến nay, các điểm này đã cơ bản đi vào ổn định. Tuy nhiên, do nhu cầu đất ở, đất sản xuất của dân di cư tự do khá lớn. Bên cạnh đó, số lượng dân di cư tiếp tục tăng lên qua các năm nên vẫn chưa thể đáp ứng được. Đây cũng là một trong những thách thức lớn cho huyện nghèo Nam Rông khi phải đối mặt với những khó khăn trong việc chăm lo đời sống cho dân di cư tự do, quy hoạch khu định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, cấp đất sản xuất, đất ở và những nhu cầu bức thiết khác.